quét kinh hoàng khiến một ngôi làng có nguy cơ bị xóa sổ. Gần 2.000 học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh nghỉ học vì trường tốc mái. Nên ngăn cấm người dân bắt cá nguy hiểm khi hồ Đá Bàn xả lũ. Bão Goni đi vào Biển Đông thành cơn bão số 10, hướng vào đất liền khu vực Đà Nẵng, Phú Yên. Lao ô tô vào hiện trường tai nạn, hai người nhập viện. Phút đời thường hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện nghĩa tình về quán cơm miễn phí cho các đoàn cứu trợ miền Trung. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 2 tháng 11 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc Nhìn Trưa nay. Thưa quý vị, mới đây trận lũ quét kèm sạt lở kinh hoàng đã làm một ngôi làng của đồng bào Ca Dông ở huyện miền núi Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi gần như xóa sổ. Sau nhiều giờ vượt qua nhiều đoạn đường sạt lở ách tắc giao thông, phóng viên đã có mặt phản ánh tại ngôi làng bị xóa sổ trên. Chỉ trong một đêm, gia đình anh Đinh Văn Que, làng Măng Rinh, thôn Măng He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, chỉ còn lại bàn tay trắng. Sau khi trốn bão, gia đình anh Que trở lại ngôi làng và không còn thấy ngôi nhà của mình, tất cả bị cuốn theo dòng lũ quét. Nói nó vào mà thôi hết, không còn gì nữa là hết. Sau cơn bão số 9, tại làng Măng Rinh, thôn Măng He, xã Sơn Bua, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ sạt lở đất kèm lũ quét vào sáng ngày 30 tháng 10. Cuốn trôi 6 nhà dân trong tích tắc, 10 ngôi nhà còn lại hư hỏng nặng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đó là toàn bộ người dân không còn ở đây nữa, chỉ còn cái nhà. Sau đó là khi mà bão vô rồi là bắt đầu là trên cái xóm là nó có một cái sạt lở núi rất là lớn, nó quét toàn bộ cái dòng chảy đó, nó tạo thành cái dòng chảy cái suối. Hiện khu vực này có thể tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi trên địa bàn vẫn còn mưa. Hiện tại các hộ dân này đang được bố trí ở nhờ nhà người quen và nhà văn hóa thôn trên địa bàn. Chính quyền đã xuất gạo dự trữ hỗ trợ tạm thời mỗi hộ 50kg và thực phẩm thiết yếu khác, đảm bảo người dân không bị đói, rét trong những ngày ở tạm. Liên quan đến sự cố dông lốc gây tốc mái tôn trường Trung học phổ thông Bình Phú, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường đã ra thông báo cho gần 2.000 học sinh nghỉ học trong 2 ngày 2 và 3 tháng 11. Theo đó, vào chiều ngày 1 tháng 11, trường Trung học phổ thông Bình Phú trên đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 2 và 3 tháng 11 để nhà trường khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. Ngày 4 tháng 11, lịch học của học sinh cũng thay đổi. Cụ thể, khối 12 học bình thường tại trường theo thời khóa biểu, khối 10 và 11 học luân phiên kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo ghi nhận, vào chiều ngày 1 tháng 11 năm 2020, lực lượng dân quân đã dọn dẹp gạch, bê tông, la phông vỡ và trang thiết bị dạy học bị hư hỏng ở tầng 2 khu B. Phần mái tôn bị dông lốc gây tốc mái ở sân trường cũng đang được dọn dẹp. Trước đó, mưa lớn kèm lốc xoáy vào chiều ngày 31 tháng 10 năm 2020 gây tốc toàn bộ mái tôn khu B của trường Trung học phổ thông Bình Phú. Sự cố trên không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều trang thiết bị và tài sản bị hư hỏng. Tối ngày 1 tháng 1 tại nhà hát VOH Music One, hơn 50 nghệ sĩ đã mang đến đêm nhạc cùng Em Vượt Lũ đồng đầy cảm xúc, kêu gọi quyên góp được hơn 2,1 tỷ đồng giúp học sinh Quảng Trị tiếp tục đến trường. Đêm nhạc cùng Em Vượt Lũ do ca sĩ Ngọc Mai, Đinh Hương, Thảo Trang và hai người bạn học sinh phổ thông cùng quê Quảng Trị đứng ra tổ chức, vận động quyên góp giúp các em học sinh tại quê nhà vượt qua bão lũ, tiếp tục đến trường. Ngoài mang đến khán giả một không gian âm nhạc đầy màu sắc, đêm nhạc cùng Em Vượt Lũ còn mang đến tiết mục đặc sắc Sức Mạnh Đôi Tay do nghệ sĩ Quốc Cơ Quốc Nghiệp biểu diễn. Dịp này, hai hoàng tử xiếc đã đóng góp bộ áo dài truyền thống đã từng mặc tại đêm chung kết Britain Got Talent cho phần bán đấu giá gây quỹ ngay trong đêm nhạc được 250 triệu đồng. Ngay sau chương trình, hôm nay ngày 2 tháng 11, nhóm sẽ đi ra Quảng Trị để chuyển những yêu thương của các nhà hảo tâm đến các em học sinh. Thưa quý vị, hàng năm khi mùa mưa lũ đến, hồ Đá Bàn tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thường xả lũ để điều tiết mực nước. Tuy nhiên, mỗi khi hồ xả lũ, cảnh tượng người dân đổ xô nhảy bắt cá gây kinh hoàng cho những ai nhìn thấy. Đây là cảnh thường thấy mỗi khi hồ Đá Bàn xả lũ vào các mùa mưa bão. Nhiều người dân địa phương đổ xô về đứng hai bên bờ tràn, thậm chí có người còn leo lên ngồi trên các nhánh cây ngay giữa dòng nước chảy cuồn cuộn.
khi thấy có cá liền phóng mình xuống dòng nước để bắt. Còn nhiều người thì đứng trên bờ tràn, khi phát hiện có cá vội vã chen nhau, tranh giành lao mình xuống nước bắt cá. Cá do sống lâu trong lồng hồ nên thường rất to, có con nặng trên 5 kg. Dù việc bắt cá để mưu sinh, nhưng cách bắt cá như trên rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ rất cao khi phải bơi lội ngay giữa dòng nước xả lũ chảy xiết. Sau đây là thông tin cập nhật về tình hình bão Goni. Hồi 4 giờ sáng nay 2 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 180 km tính từ tâm bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 180 km tính từ tâm bão. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Xin được chuyển sang những thông tin về tình hình an ninh trật tự. Tối qua trên đường số 3 khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ tai nạn kép giữa hai xe máy và ô tô làm hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ, ba người gồm hai nam và một nữ đi trên hai xe máy lưu thông ngược chiều nhau trên đường số 3 khu dân cư Vĩnh Lộc. Khi đến giao lộ đường số 12C, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì hai xe máy xảy ra va chạm. Tai nạn làm hai người nam ngoài 20 tuổi bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Riêng người nữ còn lại may mắn thoát nạn. Trong lúc hiện trường vụ tai nạn này chưa được giải quyết, thì chiếc ô tô 4 chỗ lưu thông đến, lao vào hiện trường vụ tai nạn, hút văng một xe máy. Người dân cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn kép, khu vực này trời đang đổ mưa rất lớn và nặng hạt, khiến người tham gia giao thông trên đường bị hạn chế tầm nhìn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Hữu Trường An, 24 tuổi, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã thực hiện các vụ mạo danh lừa đảo tiền của các nạn nhân qua mạng xã hội Facebook. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6 năm 2020, Hoàng Hữu Trường An đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, kết bạn với nhiều người, sau đó tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của những người này. Khi đã có được tài khoản Facebook của nạn nhân, An nhắn tin mượn tiền người thân, bạn bè của người này. Với chiêu thức này, An đã chiếm dụng tài khoản của anh Nguyễn Văn Hùng, quê Quảng Bình, hiện đang lao động tại Đức. Sau khi có tài khoản, An đã mạo danh anh Hùng, nhiều lần nhắn tin nhờ một người bạn trên Facebook anh Hùng chuyển tiền và chiếm đoạt của nạn nhân số tiền 72 triệu đồng. Được biết, đây là đối tượng nằm trong chuyên án của Công an Quảng Bình đã và đang đấu tranh triệt phá từ tháng 6 năm 2020. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, tình hình bão lũ phức tạp đã gây nên những mất mát, đau thương cho người dân mảnh đất miền Trung. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cả nước đều đang hướng về người dân ở các tỉnh miền Trung. Tại Long Khánh, Đồng Nai, có một quán cơm nghĩa tình miễn phí cho tất cả các đoàn đi từ thiện miền Trung. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.